đây Tai Sun xin giới thiệu với khách cách nối giữa nồi trộn và súng. Cái này có thể phun được cho kết cấu thép này, đồ gỗ, đồ nhựa. Là nếu mà chúng ta dùng lượng sơn nhiều, chúng ta không dùng cốc mà chúng ta sẽ phải dùng bơm sơn vào nồi trộn. Đối với nồi trộn thì model này là RT40A loại 40 lít của hãng Corona của Đài Loan này. Để kết nối được thì chúng ta cần dây dẫn và khớp nối. Khớp nối chúng ta cần hai cái khớp nối 6.5x10, hai cái khớp nối 8x12. Dây sơn thì chúng ta có độ dài tùy ý, muốn bao nhiêu thì cũng cắt dài bấy nhiêu thôi. Về cấu tạo của nồi thì có, đây là van chỉnh áp vào nồi này, đây khóa này, đây là đường hơi vào này, đây đường hơi ra súng này, đây đường hơi vào motor khuấy này. Motor khuấy thì chúng ta có thể điều chỉnh tốc độ nhanh chậm này. Đây đồng hồ hiển thị áp vào này. Đây là van xả tự động, khi nào áp nó quá 4 cân thì là sẽ tự xả, có thể chỉnh được cao, nhưng mà nhà sản xuất là khuyến cáo là dùng áp vừa thì nó sẽ an toàn cho người sử dụng. Còn đây là van xả tay, khi nào chúng ta cần vệ sinh nồi là một là đổ thêm sơn vào nồi thì chúng ta sẽ mở ra để khi xả hết thì chúng ta có thể là mở hết các núm chốt này để lấy sơn ra hoặc là cho dung môi vào. Còn đường sơn ra súng là có hai đường, một nồi này có thể nối được hai súng. Nếu mà nối hai súng thì chúng ta cần thêm một chạc chia hơi chữ Y ở đây để chia đường hơi ra làm hai nữa. Để cấu tạo cơ bản như vậy. Sau khi lắp ráp thì chúng ta sẽ hoàn thiện được là có nồi này, dây các khớp nối, dây dẫn rồi nối súng. Thì chúng ta sẽ thử phun này. Đây đang khóa đường hơi này, mở ra.